Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, một vài năm trở lại đây, hàng loạt đối tượng được cho là chùm giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án đã bị đưa ra xét xử. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, đã có không ít những tay chùm đã bị tra tay vào còng vì những hoạt động vi phạm pháp luật. Trong video lần này, hãy cùng chúng tôi điểm qua 4 chùm giang hồ đã phải trả giá đắt cho hành động của mình trong năm 2023. Quân Idol từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Với đây nhất phải kế đến Quân Idol, một tay giang hồ khét tiếng tại Quảng Trị, thường xuyên xuất hiện trên mạng bên cạnh các xe sang biển số đẹp. Đáng chú ý, kẻ này còn ít tuổi và ra tù chưa bao lâu. Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân, biệt danh là Quân Idol, sinh năm 1991, trú tại khối 1, thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, và hai đối tượng là Hoàng Thái Mạnh, sinh năm 1992, Nguyễn Phi Cường, sinh năm 1990, cùng chú tại huyện Hướng Hóa. Nguyễn Quốc Quân tự nhận là trùm giang hồ vùng Tây Quảng Trị. Quân idol thời gian gần đây nổi lên là một tay giang hồ khét tiếng ở vùng Tây Quảng Trị. Đối tượng này từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Thời gian qua, quân idol thường tố giác thách thức nhiều người, nhiều đơn vị làm ăn kinh doanh trên địa bàn huyện Hướng Hóa và khu vực biên giới Việt Lào. Trước khi bị tạm giữ, quân idol nổi tiếng qua các video đòi nợ trên Facebook. Đáng chú ý, nội dung các video này thể hiện quân cùng với các đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thoá mạ, xúc phạm người khác, thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc, cho thấy sự ngạo mạn, coi thường pháp luật, coi thường người khác của quân idol và đồng bọn. Quân mở nhiều cửa hàng cầm đồ, kinh doanh vàng bạc tại Hướng Hóa. Quân idol nổi tiếng nhờ sự giàu có với hàng loạt những tài sản cách dù như nhà ở, khách sạn, nhà hàng, cơ sở cầm đồ, cho vay tiền trên đường Lê Duẩn, Phan Đình Phùng, thị trấn Khe Xanh. Hàng loạt ô tô sang trọng, gắn biển số VIP, tư quý, ngũ quý, trong đó có hai chiếc xe sang hiệu Mercedes và Porsche mang biển số đẹp là 74A-19999 và 74A-22222. Tuy nhiên, quân idol cũng được biết đến với nhiều hoạt động làm ăn có dấu hiệu bất minh. Đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại giàu lên nhanh chóng, có tài sản cách dù, ăn chơi, xa hoa. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh được các đơn vị tố giác về tội phạm liên quan tới hành vi bắt giữ người trái pháp luật do Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh và Nguyễn Phi Cường thực hiện vào ngày 17 tháng 8 năm 2021. Tại huyện Hướng Hóa, quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, xét thấy cần áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh. Thời điểm bị bắt, Quân đang ăn sáng tại một quán ăn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị trấn Khe Xanh. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan tới nhiều tội danh khác nhau trong đó có hai ô tô hạng sang mang biển số đẹp. Hiện cả ba đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, nhắc đến các chùm giang hồ lộng hành trong năm 2023, phải kể đến nhóm giang hồ nông trường thời gian qua đã làm mưa làm gió ở Phú Quốc khi thường xuyên tụ tập gây dối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt và an ninh tại địa phương. Cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn phi Vũ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào tháng 7 vừa qua bắt giữ giang hồ nông trường với bề dày tiền án tiền sự. Thưa quý vị, nhắc đến các giang hồ lộng hành trong năm 2023, phải kể đến nhóm giang hồ nông trường thời gian qua đã làm mưa làm gió ở Phú Quốc khi thường xuyên tụ tập gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt và an ninh tại địa phương. Cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Phi Vũ, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào tháng 7 vừa qua Cụ thể, ngày 3 tháng 7, Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an thành phố Phú Quốc đã bắt giữ khám xét nơi ở của các đối tượng phạm tội trong băng nhóm Giang Hồn Nông Trường Phú Quốc do Nguyễn Phi Vũ, tức Vũ Công, sinh năm 1987, thường trú ở ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc cầm đầu. Đàn em của Vũ Công cùng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trọng Vũ, tức Vũ Bò, sinh năm 1987, quê ở Hà Tĩnh, và Nguyễn Trọng Hải, tức Hải Vũng Tàu, quê ở Bà Địa Vũng Tàu. Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang và Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp chỉ đạo xử lý. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Vũ Công và đàn em nổi danh là nhóm giang hồ nông trường ở Phú Quốc Vũ Công, Vũ Bò và đàn em có nhiều tiền án tiền sự, hoạt động theo kiểu băng nhóm, dễ phát sinh các mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Vũ Công là đối tượng cầm đầu băng nhóm cùng hàng chục đàn em có nhiều tiền án tiền sự, manh động, liều lĩnh. Bản thân Vũ Công có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Ngày 17 tháng 4, tại một quán nước nằm trên đường Ngô Quyền thành phố Phú Quốc, Nguyễn Thành Dạng, sinh năm 2001, thường trú ở xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, bị nhóm Nguyễn Văn Son, Nguyễn Tấn Tường hay còn gọi là Cá Chốt, Trần Hữu Tèo, biệt danh Cà Rừng, Nguyễn Văn Khanh, biệt danh Cụ Em, Trần Xuân Tuyến, thuộc nhóm của Vũ Công đánh gây thương tích. Nghi ngờ do Vũ Công chỉ đạo, nhóm bạn của Dạng gồm Lý Quốc Dương, Lý Thái Quý, Dương Minh Duy, Trịnh Gia Trọng, Lê Công Hậu, Nguyễn Gia Lạc, Nguyễn Đông Phương, Triệu Thanh Sang mang hung khí gồm dao, vỏ chai bia thủy tinh đi tìm nhóm của Vũ Công để đánh. Tối ngày 18 tháng 4, cả nhóm của Vũ Công đang nhậu ở ấp cây thông trong, xã Cửa Dương. Nhóm bạn của dạng xông vào tấn công. Lý Quốc Dương cầm hung khí ra tay khiến cho Vũ Bò bị thương. Thế vậy, Vũ Công và đồng bọn cầm ghế nhựa, vỏ chai, gạch để rượt đuổi nhóm của Lý Quốc Dương trên đường tuyến tránh thuộc xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc để đánh trả. Vụ việc trên đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Liên quan tới vụ án này, Công an thành phố Phú Quốc đã khởi tố điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng và khởi tố bắt tạm giam nhiều bị can. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Trước đó, chỉ trong một tháng, một tay giang hồ cộng cán ở Bình Thuận vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thực hiện việc khám xét nhà tại căn biệt thự ven sông Bến Lội, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Thảo hay Thảo Lụi đang bị điều tra do liên quan đến đường dây bảo kê hoạt động kinh doanh bất động sản và một số hoạt động phi pháp khác. Khởi tố chùm giang hồ Thảo Lụi cùng đàn em ở Bình Thuận. Trưa đó chỉ một ngày, một tay giang hồ cộm cán ở Bình Thuận vừa bị cục cảnh sát hình sự bộ Công an thực hiện việc khám xét nhà tại căn biệt thự ven sông bến Lội ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Thảo hay còn gọi là Thảo Lụi đang bị điều tra do liên quan tới đường dây bảo kê hoạt động kinh doanh bất động sản và một số hoạt động vi pháp khác. Chiều ngày 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phan Thảo, tức Thảo Lụi, 54 tuổi, trú ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Các bị can khác cũng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Phạm Quốc Cường, tức Nhí Ba Láo, 36 tuổi, trú ở phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết; Nguyễn Thị Thu Phương, 52 tuổi, trú ở thành phố Phan Thiết; Lê Minh Khôi và Lê Thuận Danh về tội hủy hoại tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3 năm 2019, ông Mã Tấn Phương, 47 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, mua thửa đất có diện tích 4.000 m2 thuộc khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết với giá 950 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Nghĩa, 64 tuổi, trú ở Mũi Né. Ngày 2 tháng 10 năm 2019, ông Phương thuê nhóm thợ gồm Lê Vinh Quang, Nguyễn Thị Vân, Võ Nguyên Bình, Điều trú ở thành phố Phan Thiết đến thửa đất trên để xây dựng tường rào xung quanh thửa đất. Khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2019, khi nhóm thợ hồ đang xây dựng tường rào, thì Cường là người được Phương thuê trong coi đất, cho Nguyễn Văn Thảo đến hỏi, ai cho xây dựng hàng rào ở đây? Sau đó Cường gọi điện cho Phương biết, Phương báo lại việc cho Thảo lụi, rồi Phương lái ô tô, chưa rõ biển số đến nơi nhóm thợ xây tường rào. Khoảng 15 phút sau, Thảo lụi dẫn theo nhóm đàn em gồm Khôi, Danh, Phan Anh, Kim Hưng, tức Hưng Chùa và Tèo Lọ, đi xe bán tải, chạy đến hiện trường. Tại đây, Thảo Lụi và Phương bực tức yêu cầu Cường, Khôi, Danh và Hưng Chùa cùng Tèo Lọ. Đất của mình sao lại để họ xây vậy? Đập bỏ đi. Nói xong, Phương đi đến vách tường do nhóm thợ hù mới xây, dùng chân đạp vào vách tường. Nhóm đàn em nói trên cũng dùng chân và gạch đập phá tường rào, làm đoạn tường rào dài 38m sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, Cường đi sang phần đất của bà Nguyễn Thị Thúy Trang, chú ở Phan Thiết, cách chỗ tường rào khoảng 60 đến 70 m đang thuê người trông coi và dùng dựa chặt các cây cao trước cửa trò nhà gỗ của bà Trang, rồi vào bên trong tròi đập phá bàn ăn, bàn trang điểm và tủ thờ. Ngày 28 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Do hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Tháng 6 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thảo Lụi cùng đồng bọn về tội hủy hoại tài sản. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi biệt thự của Thảo Lụi, ven sông Bến Lội, ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Cuộc khám xét căn biệt thự của Thảo Lụi kéo dài từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 3 tháng 6. Các trinh sát đã thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu tại ngôi biệt thự phục vụ điều tra. Tuy nhiên lúc này, Thảo Lụi đã trốn khỏi căn biệt thự. Lúc 16 giờ 45 phút ngày 5 tháng 6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một phó giám đốc công an Bình Thuận, các trinh sát của C02 và PC02 phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Thảo Lụi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm, công an đã di lý Thảo Lụi về Bình Thuận để phục vụ điều tra Ngoài vụ án hủy hoại tài sản ở thành phố Phan Thiết, Thảo Lụi còn bị nghi ngờ liên quan tới một đường dây mua bán tàng trữ ma túy do công an tỉnh Bình Thuận vừa triệt phá, vận chuyển ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu về Bình Thuận để tiêu thụ. Đồng thời, Thảo Lụi còn bị nghi ngờ dính đến hoạt động cho vay nặng lãi ở thành phố Phan Thiết liên quan tới nhiều vụ bao chiếm đất đai trái phép và đứng đầu một băng nhóm bảo kê trong các hoạt động mua bán bất động sản ở Bình Thuận. Thưa quý vị, một cái tên khác được nhắc đến trong video lần này là Tuấn Thần Đèn, một nhân vật khiến không ít người dân tại Thanh Hóa khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Trước đó, vào năm 2014, đối tượng này từng bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù vì hành vi ẩu đà, sử dụng hàng nóng để giải quyết vấn đề hay thu lãi suất trên trời. Đến tháng 5 năm 2023, cái tên Tuấn Thần Đèn lại một lần nữa được dư luận chú ý khi công an chốt chặn khám xét nhà giang hồ khét tiếng Thanh Hóa này. Lý lịch bất hảo của Tuấn Thần Đen, đại ca giang hồ khét tiếng xứ Thanh. Thưa quý vị, một cái tên khác được nhắc đến trong video này đó là Tuấn Thần Đen, một nhân vật khiến cho không ít người dân tại Thanh Hóa khiếp sợ mỗi khi nghe nhắc đến. Trước đó năm 2014, đối tượng này từng bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù vì hành vi ẩu đả, sử dụng hàng nóng để giải quyết vấn đề hay thu lãi suất trên trời. Đến tháng 5 năm 2023, cái tên Tuấn Thần Đèn lại một lần nữa được dư luận chú ý khi công an chốt chặn khám xét nhà giang hồ khét tiếng Thanh Hóa này. Ngày 12 tháng 5, một ngày sau sự việc hàng chục cảnh sát cơ động và công an chốt chặn khám xét nhà đại ca giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa, cái tên Tuấn Thần Đèn một lần nữa được dư luận vô cùng quan tâm. Tuấn Thần Đèn là cái tên khiến nhiều người dân tại Thanh Hóa e dè, khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Ông trùm giang hồ Tuấn Thần Đèn, tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1974 chú ở phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi còn trẻ, Tuấn Thần Đen đã từng có nhiều lần đi tù về tội trộm cắp vật và gây rối trật tự công cộng. Sau mỗi lần ra tù, Tuấn chiêu mộ quy tụ nhiều đàn em thân tín, dẫn thân và con đường cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Bằng nhóm của Tuấn Thần Đen có nhiều đối tượng bất hảo, sẵn sàng sử dụng hàng nóng như dao, kiếm và súng để giải quyết công việc khi có lệnh của đại ca. Cũng vì thế mà cái tên Tuấn Thần Đen nổi như cồn khắp địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Năm 2014, Tuấn Thần Đèn từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù giam vì đánh ông Bùi Hữu Thược, giám đốc công ty Sao Khuê, trụ sở tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Theo cơ quan điều tra, ông Thược từng vay Tuấn số tiền 2 tỷ đồng nhưng bị tính lãi cắt cổ, mất khả năng chi trả. Sau đó Tuấn và đại em đến uy hiếp và gây thương tích đối với ông Thược. Sau khi ra tù, Tuấn không sửa chữa lỗi lầm mà tiếp tục ngựa quen đường cũ. Điển hình như vụ việc xảy ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2019. Do vô thuẫn với nhóm của Lê Quang Cường, tức Cường Gấu, Tuấn đã chỉ đạo đàn em truy tìm và hỗn chiến bằng súng trên đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Vụ việc tuy không có thiệt hại về người, nhưng mang tính chất nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Sau đó, Tuấn Thần Đen bị tòa án tuyên phạt 10 tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng. Không chỉ nhiều lần dính vào lao lý, thời gian qua, băng nhóm của Tuấn Thần đèn còn tiếp tục hoạt động phi pháp như can thiệp nhiều vào hoạt động khoáng sản và đấu thầu tại địa phương, khiến cho nhiều doanh nghiệp hoang mang. Ngày 11 tháng 5, sự việc hàng chục cảnh sát và công an khám xét nhà ở của Tuấn Thần đèn đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngoài khám xét nhà Tuấn Thần đèn cũng trong ngày 11 tháng 5, cảnh sát cũng chốt chặn khám xét nhà của một đại ca giang hồ khác trên đại lộ Thăng Long. Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa công bố thông tin chính thức về sự việc này. Trong xã hội hiện nay còn tồn tại không ít đối tượng tự xưng là giang hồ, lộng hành gây dối trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Việc bốn trùm giang hồ trong vụ việc này đã tra tay cổng số 8, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trước những hành vi ngỗ ngược, gây dối trật tự và coi thường pháp luật. Những thông tin liên quan đến các vụ việc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!